Ok, chào các bạn. Hiện nay thì có rất nhiều cái chủ đề mà chúng tôi đang cung cấp cho cộng đồng. Một trong những chủ đề đấy thì chúng tôi đang muốn bàn về cái CV ứng tuyển của chúng ta như thế nào. Chúng tôi cũng nhận được rất nhiều cái câu hỏi hoặc là những cái tức là các bạn ứng viên mong muốn là em làm CV thế nào như thế này nhưng không biết là có được ứng tuyển hay không, hoặc là em cũng không biết cách để làm một CV như thế nào cho nó chuẩn. Chính vì cái điều đấy mà hôm nay chúng tôi học viện đào tạo công nghệ thông tin NIDI chi tiền có mặt tại công ty của mình giải pháp tiền màng để trò chuyện cùng với anh Mai Văn Hà, giám đốc trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ. Thì anh Hà là một trong những người mà đã ngồi tuyển rất là nhiều rồi, và anh em chúng tôi cũng chia sẻ với nhau là anh cũng đã loại rất nhiều CV. Vậy thì câu hỏi đầu tiên mà anh cũng trao đổi với Hà, cái CV nào mà có dấu hiệu hoặc là dấu hiệu của CV nào mà anh muốn loại đầu tiên? Theo mình của mình thì cũng giống như là chúng ta làm sau này thì chúng ta cũng có một góc độ của người sẽ nhận cái đấy như làm CV. Thì từ góc độ mình khi nhận cái CV cái gì sẽ làm cho mình đồng ý phỏng vấn và gì sao đến mình sẽ bỏ qua. Thì cái đấy cũng sẽ là cái cảm nhận của chính người được nhận CV mình sau này. Khi mình làm CV và bản thân nó sẽ đại diện khuôn mặt của mình thì đến công ty để người ta thẩm định trước, sau đấy những buổi trao đổi xác nhận lại các nội dung của CV, và một CV mình đi thứ nhất là quá sơ sài, thứ hai là quá cầu thả thì sẽ là cái loại đầu tiên với nội dung không đầy đủ, thậm chí là các bạn viết chỉ có mỗi thông tin giống như xíu định bản thân và ra không có thêm bất kỳ thông tin gì để mà đạt được đủ cái kỹ năng và nó có thể đạt được hay không, nó phục vụ hay không, thì sẽ là những cái nguy cơ đoạn đầu tiên trong việc quá nhiều CV bị hoàn về. Và thực ra khi gửi CV về thì thứ nhất là phải biết mình đang tuyển vị trí gì. Mình được nhận những CV gọi là ứng tuyển vào vị trí lập trình viên, nhưng mà nội dung mong muốn mang tương lai cho ngày mai tới thì rất ít. sao chép thậm chí là chép ít gì tiếng Anh nhưng mà quên translate, mà chép một translate quên mất ở dưới là không làm được phát triển tương lai. Cái thứ hai là thậm chí là không còn quan tâm đến nội dung bên trong thôi, với không chỉ làm cái CV theo kiểu điện nội dung mình làm có chữ bên dưới và gửi đi, thì là cái đấy nó sẽ nguy cơ lại không. Và cái điểm nữa là mình phải biết cái vị trí ứng tuyển công ty ứng tuyển vào thì họ có nhu cầu gì, thì mình sẽ hỗ trợ hoặc mình sẽ nhấn mạnh cái điểm đấy trong CV thì nó sẽ tăng được khả năng ứng tuyển. Đó là cái nhược điểm của các bạn sinh viên hoặc các bạn mới tốt nghiệp hiện nay, là các bạn ấy tức là không đầu tư quá nhiều về cái việc là làm cái CV, bạn cũng lười tìm hiểu. Cho nên những cái CV thường thường là sẽ là sao chép ở trên mạng về, giống như anh vừa trao đổi, tức là các bạn cũng không biết là mình sẽ phải chỉnh sửa cái gì, chúng ta đưa vào chỉ cho có họ vào tên thôi. Thì cái nguyên nhân đầu tiên mà chúng ta đã đúc rút thật rồi, tức là rất là sơ sài cầu thả, đúng không ạ? Nên cái này các bạn hết sức là lưu ý về cái vấn đề đầu tiên. Vậy thì nếu mà ví dụ trong những cái CV như thế, thì nếu có một bạn nữ chẳng hạn hoặc cả ai thì anh yêu ái cho vấn đề đấy hay không? Cuối cùng chúng ta cần phải đề ra chúng ta cần phải đề ngáp. Mắng người lên mạng rất nhiều ảnh nha. Cái thứ hai là em xinh quá thì dẫn đến là các nhiều trình viên, lập trình viên chúng ta phải đấy. Thì càng đến mất thời gian thì ngắm các em cũng không cao. Thì nhu cầu tuyển đầu tiên cũng không xinh. Đúng rồi. Nếu mà theo thông thường như những người mà phỏng vấn, những người xem là CV là nam chẳng hạn như anh, thì đầu tiên mình xem cái ảnh mà mình có thể là mình sẽ nhìn cái đầu tiên là mình thấy là thông tin, tức là info của bạn là như thế nào, đúng không? Và cho nên đối với cả thông thường thì những nhà tuyển dụng thì thường thường họ sẽ nhìn vào CV là nhìn vào đâu đầu tiên? Theo mình thì nó sẽ liên quan đến các cái thông tin kỹ năng cá nhân, ví dụ như trong lĩnh vực của CV thì phải biết trong lĩnh vực mỗi lĩnh vực thì nó đều có các biểu mẫu mà người ta đã nhấn mạnh những điểm mà sử dụng bạn học tập, ví dụ của các lĩnh vực thông tin rồi CV sẽ được mở về các cái mảng kỹ năng và vì ngày làm dấu sao đến điểm mình thì có thể đấy những cái đầu tiên mà ví dụ là người ta đánh giá xem là với nhu cầu của tôi thì cái kỹ năng của bạn khớp đến đâu, và sau đấy sẽ quan tâm nhiều hơn đến vấn đề về mặt tạo hoặc là trường hàng ra bạn làm những cái gì, sau đấy đến phần tiếp theo là những cái kỹ năng kinh nghiệm bạn đã có, và từ đấy đánh giá xem bạn khớp với cái nhu cầu hay không. Ok, tại vì đây là những thông tin. Vậy thì bây giờ để mà nói về mình, lại nói về theo một cái form chuẩn đi. Vậy thì theo anh thì các bạn là mình sẽ khai cái thông tin như thế nào? Anh có thể nói rất nhanh về một cái form, cái form của tiếng Hoa như thế nào để nó đầy đủ nhất để các bạn. Thì như mình thấy là đây quan tâm đầu tiên là thông tin cá nhân của bạn, có thể
marketing để người ta biết được cái bạn thế nào và cái chức năng về các cái kết quả học đào tạo của bạn trường nào, công việc nào, với những gì bạn đã tham gia học ở những trung tâm điều hành hay không, kỹ thuật các lớp bắt được những bạn công nghệ gì, những gì trong công nghệ của mình và bạn tự đánh giá mình ở lúc nào. Nhưng tiếp đến thì sẽ được kinh ra các kinh nghiệm mà mình đã từng trải qua, thì kinh nghiệm có thể đến không nhất thiết phải là đi làm, mà kinh nghiệm có thể đến từ chính những bài tập lớn của bạn học ở trường, hoặc đơn giản chỉ những cái các bạn tự làm mà thấy nó hay thì có thể đến kê ra bạn và có thể trở thành các điểm cộng của mình. Ngoài ra có thể sẽ có những hoạt động khá bên ngoài, tức là bạn chỉ giỏi có thể cái gì thì cũng có thể chỉ điểm cộng, bạn có thể là rất giỏi, bạn chỉ giỏi võ, bạn có thể lên đẳng lấy một cái ngon của nó thì nó cũng có thể trở thành điểm cộng của bạn học sinh. Một số doanh nghiệp thì khi anh đang nói đến về có thể là mình cái phần kỹ năng cũng như là kiến thức ấy, thì mình đang thích về cái có thể sao ở trên đúng không? Một số doanh nghiệp thì chúng ta sẽ không thích cái phần tức là không cần cảm tình cái phần là mình sẽ thích cái sao đấy, bởi vì thích cái đấy thì mình cũng không biết rằng là ứng viên ấy là cái kết quả cái chỉ độ đến như thế nào. Thì ngoài đấy thì chắc chắn là mình cũng phải xem rất kỹ về phần vấn đề về các ngôn ngữ hay là chuyên môn phải có đúng không? Đúng không? Thì bản thân các cái ngôi sao đấy bạn đánh nó thiện hai điểm. Thứ nhất là liệt kê được thứ đích ao, và thứ hai là bạn tự tin được nó bao nhiêu. Tất nhiên là với những bạn các bạn sinh viên mới ra trường thì đến nhất là hai, các bạn đánh sao rất cao nhưng bị đọc kỹ trong phần nội dung phía sau, cái kinh nghiệm về cái dự án bài tập hoặc cái gì bạn đã làm của mình nếu như không có thì tất nhiên nó sẽ trở thành cái gì đấy và tự nó phản lại cái trước đây là trang nghiệm thư báo cao như thế, thì gần như nó mình nên có sự tương đồng giữa cái mình tự đánh giá kỹ năng cộng với cái kinh nghiệm của mình kê ở phía dưới để đảm bảo cái đấy nhìn vào người ta cảm thấy thứ nhất là các bạn tự đánh giá bản thân mình, liệt kê công nghệ là mình có sự tự tin và cũng có cái đánh giá đúng nước mà đánh chung của so sánh bên ngoài chứ không phải là tôi chỉ tự làm mà tính hơn tiếp xuống. Ok, vậy thì các bạn đã được nghe rồi đúng không ạ? Để mà vượt qua được cái vòng loại về CV như anh Hào vừa trao đổi rất là cụ thể là thông tin về cá nhân này, về cái tất cả học vấn của chúng ta hay là về kiến thức kỹ năng thì các bạn phải là mình phải khai ra một cách là nó rất là cụ thể và rõ ràng để cho doanh nghiệp bạn còn biết rằng là cái năng lực cái trình độ bạn đang như thế nào. Thì đấy thì bạn đã qua được vòng đầu tiên, rất là cảm ơn anh. Đây là một trong những cái form mà có thể là hiện tại là đang là cụ thể nhất cho các bạn để các bạn có thể dựa vào đấy để mình có thể là làm CV để nó hoàn chỉnh để vượt qua được cái việc là mình làm CV mình không biết cách mình làm như thế nào hay là mình có kiến thức nhưng mình cũng không biết sâu như thế nào đúng không ạ? Và đấy là một cái là anh đã chia sẻ, nghĩ là rất là hay và thú vị, bổ ích để các bạn. Rất là cảm ơn anh.